Làm chả gà. Đây là cái ức gà hay là cái đùi gà cũng được. À, cái này là ra tiệm nó size sẵn rồi đó. Đó, 1 kg. Rồi một gói bột nổi. Với 3 muỗng bột là cho nửa ký ha. Bữa này là 1 ký là 6 muỗng bột mì. Cái bột bình thường mình á. Rồi với 2 muỗng bột năng đã nằm trong đây luôn nha, 2 muỗng bột năng luôn. Rồi với 2 muỗng nước mắm. Hành tỏi là xay nhuyễn với cái tiêu để vậy, rồi muối. Làm nhà làm chả gà hoặc làm gà viên cũng được. Đó. Tiện hết luôn. Did you try the